Ngày 30 tháng 11 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế MIS tổ chức lễ khai trương Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Sao Mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham dự của hơn 100 lãnh đạo sở ngành, đơn vị trường học, đoàn thể, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thị Thành, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Ba lãnh đạo tập đoàn Sao Mai và các lãnh đạo công ty thành viên và hơn 100 học viên của MIS tại thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tác là các nghiệp đoàn, chủ sử dụng lao động từ Nhật Bản, lãnh đạo các công ty xuất khẩu lao động thuộc top đầu của Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của MIS, hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế. Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Sao Mai tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm nhận trọng trách đào tạo ngoại ngữ cho các học viên của công ty MIS đến từ các tỉnh miền Tây, miền Đông, Tây Nguyên và miền Trung. Với vai trò này, trung tâm không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn giải quyết hiệu quả vấn đề lưu trú cho học viên đến từ các khu vực mà Trung tâm Ngoại ngữ MIS tại An Giang chưa thể phục vụ. Đồng thời, trung tâm sẽ đẩy mạnh hợp tác và kết nối chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các trường đại học hàng đầu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Mỹ. Bên cạnh đó, MIS cũng hướng đến việc hỗ trợ đào tạo cho tỉnh An Giang và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU. Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Sao Mai của MIS tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là điểm đến lý tưởng, nơi học viên, đặc biệt từ miền Tây và Tây Nguyên, được học tập, thực hành và sinh hoạt nội trú trong môi trường hiện đại, thực tiễn, tiện nghi và an toàn. Tất cả đều được thiết kế nhằm mang đến chất lượng giáo dục tối ưu với chi phí hợp lý, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học viên và gia đình. Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Sao Mai là cơ sở đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu các ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn và Trung theo mô hình tập trung và nội trú thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế MIS tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty MIS, từng là công ty trực thuộc tập đoàn Sao Mai, đã đào tạo và đưa đi hơn 1.000 lao động đi làm việc tại Nhật Bản và hiện tại đang thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo người lao động từ các thị trường có nhu cầu lao động cao như Hàn Quốc, Đông Âu, Úc.